Em hơi nhát á. Vậy hả? Ok, rồi bạn Phương ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Phương? Vâng, điểm mạnh của em có thể nói là em cũng thích tìm tòi và học hỏi nấu ăn ạ. Bởi vì theo học ngành của em là ngành thiết kế đồ họa cho nên em cũng thích vẽ nữa. Thì em cũng có một vài cái bức ảnh mà em vẽ chơi thôi. Đâu đâu cho chị coi với. Vâng. Sao ạ? Mà chị coi được có mình này ngang chứ toàn nó không có thấy đâu, có mình chị coi à. Ok, trời ơi, bộ em thích body 6 múi hay em sao vẽ anh hùng vạm vỡ vậy? Cũng đúng. Ủa em vẽ đó là hình của ai vậy, biểu tượng gì vậy em, ông nào vậy? Chú Hề trong bộ phim kinh dị Kiếp hả? À, chú Hề trong bộ phim kinh dị Kiếp hả? Em không nhớ là tiếng Việt dịch ra như thế nào nhưng mà tiếng Anh là ít ạ, chữ Y và chữ T. Đây là Holy Queen và em vẽ chơi thôi. Là ủa là em chuyên về vẽ về phim hoạt họa hả? Hoạt hình hay là cái gì? Dạ không. Bây giờ chúng ta sẽ xem những hình ảnh, những clip ấn tượng của tuần này quý vị nha. Xin chào chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Mình tên là Trương Trúc Linh. Công việc của mình thì mình đang là một YouTuber. Đồng thời thì mình cũng là cố vấn xây dựng thương hiệu của những chủ doanh nghiệp nhỏ. Em tên là Trong Tẩm Toàn. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang sống ở bên Mỹ. Điểm yếu của em là hơi nhát gái, ngại giao tiếp, với lại có chút nóng tính. Mình tên là Nguyễn Vĩ, năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Quy Nhơn. Một người yêu lý tưởng thì mình mong muốn tìm một người thật sự là điềm tĩnh. Điềm tĩnh từ trong suy nghĩ, tính cách cho đến hành động. Em xin chào ạ, em tên là Minh Phương và em sinh năm 1997. Hiện tại em đang là du học sinh ở bên Los Angeles, tiểu bang Cali của Mỹ ạ. Quan điểm tình yêu của em thì chắc là tìm một bạn nam mà em có thể nói chuyện và thông cảm cho em được. Bởi vì em ở xa, em không có ở Việt Nam ngay lúc này. Wow, rất là dễ thương đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Đầu tiên cho Cát Tường kết nối với bạn nữ trước nha. Một, hai, ba. Hello em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Rồi, em nghe thấy chị không? Nhìn thấy chị không? Dạ vâng, có. Trời ơi, xinh dạ gái quá. Rồi, bây giờ đợi chút xíu chị kết nối với bạn nam luôn nha. Cho gặp bạn nam đi. Một, hai, ba. Hello, trời ơi. Hello em trai. Dạ, chào chị. Dễ thương quá vậy. Trời ơi, em thấy chị thấy Noel tới nơi muốn đi về luôn, không muốn quay nữa nè, về đi ăn Noel nè. À, rồi em tên gì cưng? Hi everyone, I'm Toàn. I'm 24. I'm grow up in Vietnam, but now I'm live in the United States. I've been living in the United States for 6 years. I'm from a family of 3. I'm so happy to join this show and I hope everyone have a wonderful day. Thank you. Dạ, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả đang xem đài và bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cẩm Toàn. Năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang sống ở bên Mỹ, bên Washington DC. Hồi nãy nói tiếng Anh có nói chữ Washington DC hả? Sao tôi đâu có nghe? Dạ không, quên. Thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi, tôi tưởng đó tôi bỏ sót chứ. Tiếp 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 rồi gì nữa. Dạ em mới học xong bên ngành công nghệ thông tin. Hiện tại em đang sống với ba mẹ. Sống ở Mỹ được 16 năm gì mà đúng không? Gì, rồi Việt không, Nam lúc 3 năm tuổi chị, 6 năm. Mà tôi nghe hồi nãy ở tiếng Anh, nói tiếng Anh có nói cái gì mà 3 năm mà 3 tuổi hay 3 năm không, gì không, mà không. Trời ơi, tôi tức ghê á, thiệt chứ, tức thiệt luôn á. Thôi dạ, ghét quá, bỏ qua đi. Hello em gái, em tên gì cưng? Dạ, em tên là Minh Phương ạ. Hú hồn, em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi, sinh sống và học tập ở Los Angeles, bang Cali của Mỹ. Và em qua đây được tầm 4-5 năm rồi. Rồi, ủa vậy là Phương, mình là đi du học hay là mình sống với gia đình bên đó luôn Phương? Dạ vâng, em là du học sinh ạ, em cũng hiện tại đang sống với em trai của em thôi. À, rồi ở Los Angeles của em với cái Washington DC là nó cách nhau bao xa?
Dạ, cũng hơi xa, cũng khoảng ngồi máy bay cũng khoảng 3-4 tiếng. Ồ, thôi vậy là gần rồi. 3-4 tiếng bay thì cũng bằng từ ở Việt Nam mình bay ra Hà Nội, thành phố bay ra Hà Nội cũng 2 tiếng mấy rồi. Đúng không? Được. Rồi Toàn ơi, là điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh là chăm chỉ, hăng hái trong công việc, thật thà. Ngoài học ngoại ngữ ở đây em còn biết chút tiếng Hoa. Điểm yếu là nhát gái. Nhát là sao? Hơi nóng tính một xíu. Em hồi trước tới giờ tôi kiểu sợ tiếp xúc với bạn gái thì em hơi nhát á. Vậy hả? Ok, rồi bạn Phương ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Phương? Vâng, điểm mạnh của em có thể nói là em cũng thích tìm tòi và học hỏi nấu ăn ạ. Bởi vì theo học ngành của em là ngành thiết kế đồ họa cho nên em cũng thích vẽ nữa. Chỉ có một vài cái bức ảnh mà em vẽ chơi thôi. Đâu đâu cho chị coi với. Sao mà chị coi được có mình này nghe chứ Toàn nó không có thấy đâu, có mình chị coi à. Ok, trời ơi, bộ em thích body 6 múi hay em sao vẽ anh hùng vạm vỡ vậy? Cũng đúng. Ủa em vẽ đó là hình của ai vậy, biểu tượng gì vậy em, ông nào vậy? Chú Hề trong bộ phim kinh dị Kiếp hả? À, chú Hề trong bộ phim kinh dị Kiếp hả? Em không nhớ là tiếng Việt dịch ra như thế nào nhưng mà tiếng Anh là ít ở chữ Y và chữ T. Đây là Harley Quinn và em vẽ chơi thôi. Là ủa là em chuyên về vẽ về phim hoạt họa hả? Hoạt hình hay là cái gì? Dạ không, những cái này là em chỉ vẽ chơi thôi. Chuyên ngành của em là thuộc về thiết kế bao bì và quảng cáo. À ok. Về tình trường thì sao Phương? Có mấy mối tình rồi? Em có một thôi ạ. Sau khi mà em qua Mỹ tầm một năm thì em quen biết bạn nam đó. Sau khi quen nhau được một năm thì em từ San Fran chuyển xuống Los Angeles. Tụi em bắt đầu ít dần nói chuyện lại với nhau, thành ra chia tay. Có nghĩa là xa mặt rồi, bên đó thì nước ngoài nữa cho nên là nó xa nhau cái nó chia tay luôn phải không? Dạ vâng. Hồi đó bạn đó là du học sinh luôn hay là ở người ở bên đó? Dạ vâng, bạn đó là người Mỹ gốc Hàn ạ. Rồi từ hồi qua cái chỗ mới bây giờ không có quen ai hả? Dạ không. Không có duyên chị. Rồi tình trường sao? Toàn thì quen được bao nhiêu mối tình rồi, mấy bạn gái rồi? Dạ chưa, chỉ là yêu đơn phương 2 năm thôi chị. Yêu đơn phương? Yêu người ở đâu? Người bên Việt Nam, quen hồi lớp 12 nhưng mà em đi Mỹ xong rồi không có liên lạc. 2 năm trước có về nhưng mà bạn ấy cứ giống như kiểu là coi em như là bạn, lúc nào hẹn đi gặp cũng không có rảnh, diện lý do là không rảnh. Là vậy thôi, đó là yêu đơn phương 2 năm đó. Dạ. Hay tại em nhát quá, em hiền quá. Em phải mạnh mẽ lên, nhanh lẹ, quyết liệt lên. Tại chắc là do khoảng cách á, tại ở bên Mỹ á, chắc bạn đó không có thích sống ở bên Mỹ. Còn ở bên Mỹ là chưa quen với ai hết, chưa có mối tình nào hết phải không? Dạ, lo đi học không? Lo đi học không à, rồi ok. Thì thôi, biết đâu hôm nay mình sẽ có thêm một người bạn, rồi sau này mình sẽ có thêm một mối tình thì sao? Bây giờ Toàn thích người bằng mẫu người bạn gái như thế nào nè? Chỉ là dịu dàng, thùy mỹ, tóc dài. Trời ơi, bên Mỹ mà còn thích dịu dàng, thùy mỹ, tóc dài. Ủa sao phải tóc dài, rồi tóc ngắn không được hả? Kiểu giống như em thích tóc dài hơn. Tóc dài mà nhuộm tóc được không? Được, cái đó được. Bên Mỹ là thường xuyên nhiều mà. Có yêu cầu gì nữa không? Chiều cao, cân nặng, mắt mũi miệng đồ hay là cá tính được, muốn như thế nào? Dịu dàng được rồi, đừng có dữ. Anh này anh hiền khô, bởi vì anh sợ người dữ, dữ bị dữ quá sợ bị nắm quyền. Rồi còn Phương muốn một người bạn trai như thế nào Phương? Vâng, bởi vì em cao 1m6 thì em muốn người bạn trai của em phải cao hơn em. Em nhìn lên thì em có cảm giác là bạn đó có thể che chở được cho em. Và em thích người nam có giọng trầm và ấm. Nãy giờ nghe giọng Toàn có trầm không? Em cũng không. Hả? Dạ cũng có. Cũng có hả? Nãy Toàn cao mét mấy? Khoảng mét 7. Khoảng mét 7 thì cũng được rồi. Ở gì nữa? Em rất là thích nhìn yết hầu của nam giới. Yết hầu chứ vậy? Em không biết nó nhìn nam tính. Là cái cục táo Adam á chị, nếu mà nó lộ rõ ra thì em rất là thích nhìn. À chết chết rồi, quay qua quay nghiêng qua tôi coi coi Toàn coi, tôi thấy cái cục cổ không? Trời ơi, hay là mập quá không thấy cái trái cổ đâu hết trơn vậy? Mập quá không thấy cái trái cổ đâu hết trơn vậy? Ngước lên ngước xuống cho coi có hiện lên cái cục đó không? Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe có cô gái đi tìm bạn trai mà thích người có cái cục cổ thì nó bự, trời kỳ vậy? Trời dễ thương. Thôi bây giờ vậy nè, cho hai bạn gặp nhau đi, cho Toàn và Phương gặp nhau đi quý vị ơi. 1 2 3. Không
già Noel có quà không? Chào em. Có quà không? Dạ em. Dạ anh có quà tặng em. Ủa sao tặng? Dễ thương ghê vậy đó. Buồn quá không ai tặng quà tôi hết trơn. Sao cái vỏ bự mà tự nhiên móc ra cái con gấu trong có chút xíu vậy? Dạ. Để cái bịch vừa cái vỏ quà chi to đùng vậy? Cho đẹp. Cho đẹp. À, anh sẽ gửi qua đường bưu điện. May là ở bên Mỹ nên sẽ gửi dễ hơn. Vâng em cảm ơn ạ. Gấu nhìn xinh ạ. Em cũng học dương nữa. Chúc em một mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ. Thôi bây giờ chị Tường ao ra ngoài một xíu nha. Chị Tường để cho hai bạn tự nhiên nói chuyện với nhau. Rồi một chút xíu nữa chị Tường quay lại, ok không? Toàn, cố lên. Bye bye. Em ở khu nào ở Los Angeles? Em ở phía tây của Los Angeles, gần biển Santa Monica ấy ạ. Thấy anh có giọng trầm không? Đó. Em có lái xe chưa? Có bằng lái chưa? Vâng, em có ạ. Đôi lúc em cũng có thích lái xe đi này nọ để cho nó khoai khỏa. Ở Việt Nam là em là ở đâu? Ở thành phố hay là ở đâu? Em ở Sài Gòn, đúng Sài Gòn. Em đẻ ở Sài Gòn nhưng mà bố em là bố gốc Hà Nội. À, gốc Hà Nội. Thấy em dọc Bắc. À, anh thì không có gì ít hầu như em nói. Em cảm thấy là anh bảo anh nhát gái nhưng mà sao em thấy nãy giờ anh cũng nói khá là nhiều mà. Tại do là giống như kiểu là chưa tiếp xúc thì anh sẽ nhát. Giống như kiểu mà nói chuyện lâu rồi quen rồi thì không có kiểu nhát lắm. Vậy thì anh tuần sau em đặt vé, sợ là bị cách ly thôi. Không biết là đáp xuống Cali có bị cách ly anh không rõ cái đó. Em không biết, cái đó mình phải tìm trên mạng rồi. Em cũng không rõ, dạ. Em không có bay đi Cali cả. Hello, dạ. Chào hai, dạ, bạn chào ở Mỹ chị. Để tôi dạy nói cho hai bạn nghe. Ở Mỹ là không có cách ly nha hai bạn. Hai bạn cứ bay thoải mái. Trời ơi, tôi cập nhật tin tức Tổng thống Mỹ mỗi ngày, tình hình dịch bệnh Covid của Mỹ mỗi ngày. Trời ơi, anh bay qua Cali anh có bị cách ly không? Anh có bị bệnh không? Anh mới quan trọng. Đó, anh mạnh khỏe không? Anh mạnh khỏe thì anh đi. Dạ, khỏe. Ừ, đó thì anh cứ đi nha. Ờ, nhưng mà bây giờ tuần sau là qua thăm Phương đúng không? Đặt vé liền được cũng được. Đặt vé liền cũng được nữa. Ờ, nhớ bà nói nha. Ờ, nhưng mà trước tiên là ghi nhận em, công nhận tôi chịu. Nãy tôi tưởng đâu khờ khờ, tôi sợ bên đây Phương không biết nói gì mà thấy mạnh dạng là tôi chịu rồi đó. Rồi hỏi thêm xíu nữa nè, quan điểm tình yêu của em sao Toàn? Quan điểm tình yêu là chung thủy, biết lắng nghe, chia sẻ, vậy thôi chị. Vậy thôi hả? Em nghĩ trong gia đình thì hai vợ chồng, con cái trong nhà, ai sẽ là cái người quyết định mọi việc trong gia đình? Tất nhiên là người chồng. À, người, nhưng mà bây giờ thì là người vợ. Sao tự nhiên người chồng rồi bây giờ là người vợ là sao? Vợ sẽ là người quản lý hết. Kinh tế trong nhà, tiền bạc trong nhà, ai sẽ là người quản lý? Anh thì sẽ cho bạn gái quản lý cho nó dễ. Cho nó dễ, dễ gì em? Dạ, nhiều thứ phải lo nhức đầu. Nhức đầu. À, rồi còn Phương thì sao? Phương quan niệm như thế nào về tình yêu Phương? Dạ, bởi vì không ở cùng nhau nên là phải tin tưởng nhau. Chịu khó dạy giờ này thức giờ kia để nói chuyện. Đúng rồi, thật ra không phải là yêu xa không, mà yêu xa yêu gần gì cũng vậy hết. Nếu mình tôn trọng cái mối quan hệ đó thì mình phải dành nhiều thời gian và tâm sức vô đó. Mình phải đầu tư. À, thật ra tình yêu nó cũng giống như mình kinh doanh nhà cửa, mua bán đất đai hay là trồng cây gì đó. Mình phải đầu tư, mình phải bỏ công sức ra. Mình trồng cái cây thì cây nó mới ra hoa kết trái. Rồi bây giờ bạn nam có quà tặng bạn nữ rồi đó. Rồi bạn nữ có quà gì tặng lại bạn nam không? Thôi giờ hát bài tặng cho Toàn được không Toàn? Dạ. Yeah. À, chị Tường gài hàng ha. Ok, tặng bạn trai món quà làm tinh thần đi giờ online mà, ở xa mà đúng không? Dạ vâng. Phương hát không có hay nhưng mà Phương sẽ rap một đoạn của bài Người Âm Phủ vậy. Trời ơi, cái gì mới gặp ta mà chơi Người Âm Phủ rồi, thiệt tình luôn á. Chơi luôn, vỗ tay Toàn. Vâng. Ta giờ anh còn chưa ngủ. Thưa thưa vậy em biết bao nhiêu là cho đủ. Cho Phương Người Âm Phủ người ngủ đêm tay. Nhưng mà từ lúc nào anh cũng như là hàng đang trên mây. Anh, tóc em là suối, mắt em là hồ, đủ kem hình ảnh để cho lòng mày ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu anh toàn hương phới nhớ. Thì cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong một lần lắm tay rồi đi sáng mai. Chuyện anh nói đã phải ngày một ngày hai, nhớ như em gật đầu mình mới thân đến mãi mãi. Cuộc đời anh đã từng ngày bảy ngày cùng, chỉ để em vì nước là anh sẽ lên luôn.
Thì cạnh em là thầy bay bọn chẳng còn thấy chỗ chẳng còn thấy dập khuôn. Dạ vâng, em xin hết ạ. Trời ơi, em nghe kịp không? Hiểu không? Em có nghe rap không? Em thì thích nghe nhưng mà em thích nghe nhạc trữ tình hơn. Rồi giờ em hát cho chị nghe một bài cải lương coi. Không, em thích bài của Đức Phúc thôi à. Rồi làm đoạn nghe đi. Dạ em hát không được hay. Một bài Ánh Nắng Của Anh. Ok. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh. Không xa rời, không xa rời. Trời ơi, ông khác mà mặt ông buồn, hát mặt phải vui lên. Trời ơi, giờ phải hát Noel, Tết rồi gì cho nó vui lên. À, được rồi, thật ra chị cho hai bạn trò chuyện nhưng rất là vui, rất là dễ thương. Thì Tường cũng hy vọng rằng là hôm nay Tường cũng sẽ kết nối được hai bạn với nhau. Nếu mà mình thích nhau hoặc là mình muốn cho nhau cơ hội thì mình đồng ý hẹn hò với nhau, thì chương trình sẽ cung cấp cái thông tin của hai bạn cho nhau. Còn hai bạn không thích thì thôi, đó là quyền của hai bạn. Thì coi như hôm nay chúng ta cũng có một buổi nói chuyện với nhau, với chị Tường rất là vui vẻ. Bây giờ hai bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường biểu tượng mặt trăng với mặt trời chưa? Có không? Dạ vâng. Rồi, nếu như mà còn sau 3 tiếng đếm của chị Tường mình đồng ý hẹn hò với nhau thì mình đưa mặt trời lên. Còn nếu mà hai bạn không đồng ý, bạn đưa mặt trăng. Đây, chị thấy là hai bạn rất là dễ thương, chàng trai cũng rất là nhanh nhẹn đó, chứ không có hề e ngại nhát gái giống như là bề ngoài của chàng ấy đâu nha. Ok, bây giờ nhắm mắt lại đi hai bạn, nhìn kỹ cái biểu tượng, đừng có đưa lộn nha. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì đưa quyết định của mình lên. 1 2 3 Ông đưa đi đâu vậy không biết nữa. Trời ơi, ông đưa cũng chậm hơn người ta một nhịp nha ông. Rồi sao ông không in ra mà ông vẽ vậy? Trời ơi, mặt trời quá. Dạ, thích. Thích vẽ, ok. Cảm ơn hai bạn. Chúc hai em có một mùa Giáng sinh vui vẻ, đón một năm mới vui vẻ luôn. Tuần sau phải không? Đặt vé liền phải không? Dạ, chắc. Chắc không? Dạ. Khi nào gặp nhau nhớ chụp tấm hình gửi cho chương trình biết nha. Ok. Ok. Ok, thank you. Cảm ơn hai bạn nha. Chúc hai bạn thật là vui vẻ. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chương trình. Hai bạn rất là dễ thương luôn. Lúc đầu tôi lo chết luôn á. Lo bạn gái không bấm nút á. Bạn gái xinh quá xinh, bạn trai hơi chậm chậm, nhưng mà không ngờ ổng đánh nhanh rút gọn.